Xin chào tất cả các bạn. Về sau lưng của mình đang em là một xe kiển độ giá rẻ dành cho thanh niên đi học nha, dành cho mấy bạn học sinh đi chơi đi quậy. Giá em này là 7,5 triệu thôi. Rồi, okay, giờ chúng ta sẽ lượn một vòng nha. Rồi em này dọn theo phong cách nhân chơi. Xe biển số 61 dọn từ xe 78 nha. Đó. Giá em đó là 75 triệu. Ấy lộn, 7,5 triệu. 7,5 triệu nha. Đây đi bộ ghi đông trần nè. Đó. Đèn còi xi nhan đầy đủ nha. Đó, hộp dịch lộn. Ok. Trời, rất là bóp nha. Rồi. Bánh cầm niền nè, bắt mới luôn nha. Cầm niền thay mới hết luôn, lốt thay mới luôn nha các bạn. Đó. Thay mới toàn bộ cho các bạn. Đó. Phía trước chơi hai cái xi nhan học dịch lộn. À, nhìn rất là ngầu. Rồi. Cầm ghi đông kỹ nè. Rồi, bẩn mới nha. Đó. Thì cặp cốp inox luôn. Đó, ba ga sao nhỏ. Ai. Nhìn rất là ngầu. Ok, rất là ngầu nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử một vòng cho nó vui. Xe máy lên 72 rồi nha, rất là mạnh chứ không phải là 50. Rất là đã nha. Chơi rất ngầu. Rất là thích hợp cho những bạn thanh niên thích xe kiểu. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn. Giá yêu em nó ra đây là 7,5 triệu cho các bạn với tờ đầy đủ nha.